Mến chào quý vị, các bạn đang theo dõi chuyên mục Tân Hiệp Nhịp Sống hôm nay, kỳ đầu tiên của năm 2023. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp tổ chức sản xuất nhằm giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế xã hội và những tiềm năng lợi thế của Tân Hiệp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Tân Hiệp từ nghị quyết đến thực tiễn tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khái quát kết quả nổi bật ở lĩnh vực nông nghiệp qua nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 12. Trước khi vào nội dung chi tiết sẽ là phần điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trên địa bàn huyện Tân Hiệp trong những ngày qua do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện. Ngày 22 tháng 3, Hội đồng Nhân dân huyện Tân Hiệp tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề về thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Mai Văn Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện công bố quyết định số 699 ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều động bổ nhiệm ông Trần Minh Thể, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, đồng thời thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trường Kế, Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11 đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung ông Lê Trường Kế, Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bỏ phiếu có 30 trên 30 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. Ngày 14 tháng 3, Huyện ủy Tân Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Qua 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chuyên môn thực hiện tốt các hoạt động về lĩnh vực văn học nghệ thuật, định hướng tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng văn nghệ sĩ trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá những tác phẩm của hội viên theo từng chuyên ngành, từ đó chất lượng các sản phẩm không ngừng được nâng lên. Kết quả, huyện Tân Hiệp đạt giải nhất hội thi đờn ca tài tử và giải A dẫn đầu phong trào văn nghệ quần chúng tỉnh Kiên Giang. Văn học nghệ thuật có 38 tác phẩm văn xuôi, 26 tác phẩm thơ và 15 câu đối, 9 tiểu phẩm truyện ngắn. Về âm nhạc có 29 ca khúc, 7 bài vọng cổ, nội dung ca ngợi Đảng, quê hương Tân Hiệp. Một số hoạt động nhiếp ảnh mỹ thuật được tuyển chọn tham gia triển lãm tuyên truyền cổ động cấp tỉnh với chủ đề xây dựng nông thôn mới. Hoạt động sân khấu được tổ chức với nhiều hoạt động như hội thi, hội diễn liên quan văn nghệ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp tặng giấy khen cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10. Trong hai ngày 18-19 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp với huyện đoàn Tân Hiệp tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi nữ huyện Tân Hiệp năm 2023 nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2023 và chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Giải năm nay có 8 đội bóng đến từ các xã thị trấn và trường học trên địa bàn huyện, quy tụ gần 80 vận động viên tham gia thi đấu. Với tinh thần thể thao vui vẻ, ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu sôi nổi, nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng hay, trận đấu kịch tính, hấp dẫn, được đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Sau 2 ngày tranh tài, kết quả giải nhất thuộc về đội bóng chuyền nữ xã Tân Hòa, giải nhì đơn vị thị trấn Tân Hiệp và đồng giải ba thuộc về xã Đông Thành A, trường trung học cơ sở Thạnh Đông. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải vận động viên xuất sắc, vận động viên phòng thủ xuất sắc và vận động viên chuyền hai xuất sắc.
Thông qua giải đấu nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ chỉ đạo, đồng thời thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện và thi đấu bóng chuyền hơi nữ trong toàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hiệp lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định khâu đột phá đầu tiên là thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Đến nay, sau nửa chặng đường từ nghị quyết đến thực tiễn, ngành nông nghiệp địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa nội dung này. Trong điều kiện phải chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, Tân Hiệp vẫn duy trì tốt vị thế vùng trọng điểm lúa gạo chăn nuôi của tỉnh, đồng thời đạt nhiều thành tựu nổi bật, từ đó góp phần tạo nền tảng quan trọng vào mục tiêu xây dựng Tân Hiệp đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Cụ thể hóa nghị quyết, Ủy ban nhân dân huyện và ngành nông nghiệp đã ban hành nhiều kế hoạch chính sách nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, trong đó trọng tâm là kế hoạch số 52 ngày 19 tháng 4 năm 2021 về thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Quán triệt tư tưởng quan điểm chỉ đạo của huyện ủy, phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện là nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nền tảng để chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, gắn với liên kết tiêu thụ nông sản hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Tân Hiệp hiện nay thì cái định hướng cho cái phát triển giai đoạn 21-25 thì cũng là tập trung chỉ đạo cho cái phát triển cái sản xuất nông nghiệp theo cái hướng là hàng hóa tập trung, là nâng cao cái giá trị sản phẩm trong nông nghiệp, cũng như là cái việc hướng tới cái tăng trưởng trong cái kinh tế nông nghiệp, thì góp phần để mà nâng cao cái cơ cấu kinh tế của huyện theo cái định hướng của nghị quyết. Chặng đường đưa nghị quyết vào thực tiễn bên cạnh thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn thách thức, như tác động của dịch Covid-19 lên mọi mặt của nền kinh tế, giá cả hàng hóa bấp bênh, một bộ phận nông dân vẫn giữ tư tưởng sản xuất nhỏ lẻ manh mún, bảo thủ, chậm đổi mới. Tuy nhiên, bằng các giải pháp về cơ chế, chính sách đúng và trúng thực tế, như phát huy vai trò kinh tế tập thể, đẩy mạnh liên kết công ty doanh nghiệp vào bao tiêu sản phẩm, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác, đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi, phát triển vùng sản xuất theo thế mạnh từng địa phương, tạo điều kiện cho sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu khẳng định vị thế, kết hợp với công tác tuyên truyền hỗ trợ chống ưu đãi để giúp tăng sự đồng thuận, tin tưởng và phát huy vai trò của nông dân trong quá trình tái cơ cấu. Thì huyện cũng đã chỉ đạo các cái ngành chuyên môn cũng như là các cái địa phương làm sao tập trung hướng đến thực hiện cái quy hoạch của vùng của huyện và cái sự hỗ trợ của tỉnh để quy hoạch lại các cái vùng sản xuất cho nó phù hợp theo từng khu vực. Thì địa phương thì có quy hoạch 4 cái vùng trọng điểm để phát triển cho cái sản xuất nông nghiệp cũng như tái cơ cấu ngành hiện nay. Từ khó khăn, ngành nông nghiệp Tân Hiệp đã đạt nhiều thành tựu rõ nét sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết. Trước hết, ở lĩnh vực canh tác lúa, đã ổn định vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phục vụ yêu cầu xuất khẩu, với diện tích gần 68.400 ha một năm lúa chất lượng cao. Đồng thời thực hiện nhiều mô hình sản xuất như mô hình lúa hữu cơ an toàn, mô hình nhân giống lúa cấp xác nhận, mô hình lúa việt gáp để nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, hình thành các vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm được trên 5.500 ha, tăng khoảng 2.000 ha so với năm 2019. Tính đến năm 2021, tổng diện tích sản xuất lúa của huyện đã vượt 105.000 ha, tăng gần 2.400 ha so với năm 2019, sản lượng tăng 67.000 tấn. Đến năm 2022, chỉ tiêu về sản lượng lúa đã vượt 50% nghị quyết toàn nhiệm kỳ, khoảng trên 90% diện tích gieo sạ, nông dân sử dụng giống cấp xác nhận.
Đối với địa bàn huyện Tân Hiệp thì cây trồng chủ lực là cây lúa. Thì qua 2 năm thì đối với cái sản lượng đạt trên 1,3 triệu tấn, cũng đạt trên 50% của cái nghị quyết của nhiệm kỳ. Rồi người nông dân cũng ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, rồi cơ cấu giống lúa chất lượng cao, rồi giống xác nhận cũng đều đạt trên 90%. Đây là vấn đề là khả quan trong cái sản xuất nông nghiệp trên địa bàn của huyện Tân Hiệp. Trong chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trồng lúa giai đoạn 2017-2020, đã chuyển đổi hơn 240 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản. Việc phát triển cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp, cụ thể là khâu thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp 412 máy, máy phun phân bón trên 4.200 máy, trên 1.000 dàn phun xịt thuốc, khoảng 6.600 máy phun thuốc bảo vệ thực vật và hàng trăm máy cày xới, máy xạ hàng, máy gieo lúa theo bụi. Bảo đảm 100% diện tích sản xuất của huyện Tân Hiệp được cơ giới hóa từ khâu làm đất, chăm sóc đến thu hoạch, 55% diện tích bơm tưới bằng điện. Hệ thống thủy lợi được đầu tư hoàn chỉnh, cơ bản phục vụ tưới tiêu, kiểm soát lũ, mặn để sản xuất 2 đến 3 chủ lúa ổn định. Hàng năm chi ngân sách tương đương khoảng 14 tỷ đồng, tiến hành nạo vét, gắn chế gia cố đê bao, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất. Nhờ đó giúp giảm tối đa chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Giá trị thu nhập 1 hectare đất ruộng từ 130 triệu đồng một năm, tăng 30% so với năm 2019. Lãi trong sản xuất từ 35 đến 45% trở lên. Canh tác tập thể thì chúng tôi cũng rất có nhiều cái rất là lợi ích, như cái khâu bơm tát này, rồi cái khâu mà tổ chức gieo xạ, rồi phân do này kia cái đó, chúng tôi là cắt được nước, rồi cái thời điểm mà gieo phơ rắc phân xạ lúa cũng đồng loạt với nhau và để giảm cho những chi phí rất là lớn. Việc phát triển thị trường tiêu thụ nhằm sản xuất lúa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng hội nhập theo cơ chế thị trường, bảo đảm tiêu thụ tốt sản phẩm, nông dân làm ra cũng được ngành chức năng chú trọng. Những năm qua, huyện đã đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giảm chi phí giá thành, xây dựng cánh đồng lớn sản xuất theo hướng việt gáp, gắn với bao tiêu sản phẩm. Nông dân Tân Hiệp giờ đây quan tâm hơn đến yếu tố giá trị cây lúa theo tiêu chuẩn xuất khẩu hơn là sản xuất đại trà. Tại vì như trước đây thì người dân á, một cái cánh đồng của chúng tôi thì ai người này xạ 54, người kia xạ jasmine, người kia xạ là OM18 hay là đại thơm 8, nó tùm lum mọi thứ hết. Nhưng mà bây giờ thì hầu như là cái diện tích của chúng tôi là một nửa diện tích là 300 hectare là toàn bộ là đại thơm 8 hết. Thì cái này thôi là cái người mà công ty mà họ bảo thu mua thì họ có một số lượng rất lớn. Thì cái đó cũng như là mình liên kết với nhau vậy đó. Liên kết với nhau để làm như vậy thì cái đầu ra nó mới có. Khi mà chúng tôi tham gia về hợp tác xã này, chúng tôi thấy có nhiều lợi ích hơn là khi mà chúng tôi làm ruộng. Và với mô hình này thì chúng tôi là có lúa sạch và chúng tôi được bán với cái giá nó cao hơn, không bị cảnh là lúa được giá mà bị cò ép giá. Không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế vùng trọng điểm lúa gạo của tỉnh, Tân Hiệp cũng duy trì tổng đàn gia súc gia cầm và các mô hình chăn nuôi tiên tiến, đáp ứng nhu cầu cho thị trường trong và ngoài huyện. Đa dạng hóa cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp và phát triển tốt sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Toàn huyện hiện có 18 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá, phân hạng, công nhận theo chương trình, mỗi xã một sản phẩm, OCOP, 3 sao cấp tỉnh. Nhiều sản phẩm đã nức tiếng xa gần như trụ, chả lụa, tinh dầu. Trong nội dung thực hiện khâu đột phá của nghị quyết, ngành nông nghiệp không chỉ thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu mà còn phát huy tốt sức mạnh từ hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác. Đây là yếu tố mang tính đòn bẩy cho sự phát triển bền vững nông nghiệp địa phương. Tính đến giữa năm 2022, huyện có 61 hợp tác xã nông nghiệp với trên 11.000 hộ thành viên, chiếm tỷ lệ 60% hộ sản xuất nông nghiệp. Một hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, lợi nhuận bình quân đạt 102,6 triệu đồng một hợp tác xã một năm. Phát triển về kinh tế tập thể thì cái hợp tác xã là cái vệ tinh, thì nơi đây là cái đầu mối để các công ty, các doanh nghiệp. Thì hàng năm đối với ngành nông nghiệp, rồi chúng tôi kêu gọi là
14, 15 các doanh nghiệp liên kết sản xuất đầu vào, đầu ra. Thì chính các hợp tác xã nơi đây là đầu mối để cho các công ty doanh nghiệp là ký hợp đồng, rồi thực hiện cái việc cung cấp sản phẩm đầu vào, rồi thu mua sản phẩm đầu ra, giúp cho người nông dân được cái đảm bảo cái lợi nhuận nó tốt hơn. Thành quả từ khâu đột phá trong nông nghiệp không chỉ thay đổi dần tư duy sản xuất cho nông dân theo hướng sang làm kinh tế nông nghiệp, mà qua đó còn là nền tảng giữ và nâng lên tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giúp Tân Hiệp tiến gần hơn đến mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Tân Hiệp nhịp sống hôm nay do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp thực hiện sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.kgtv.vn, ứng dụng KGTV trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ 2 của chuyên mục vào lúc 19:50 thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2023 trên kênh KGTV.